Vừa qua, mưa lớn của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 khiến cho hàng trăm hecta diện tích lúa của người dân xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng xuống đồng, hỗ trợ bà con trong việc thu hoạch lúa vụ hè thu. Tại thôn Công Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, gần 10 hecta lúa cận kề ngày thu hoạch bị ngập úng, ngã đổ do mưa lớn. Nếu không được thu hoạch kịp thời thì sẽ có nguy cơ mất trắng. 7 sào ruộng của bà Trần Thị Siên bị ngập sâu trong nước, gia đình ít người. Lại thời điểm dịch Covid-19, một mình không biết phải xoay sở thế nào. Nay được lực lượng dân quân xã về giúp gặt lúa ngập úng, bà Siên không giấu được niềm hạnh phúc. Là lúa đã đến mùa rồi mà gia đình thì bị đi giãn cách hết, không có ở nhà. Nhờ bộ đội dân quân họ giúp đỡ giùm, là họ đem lúa về nhà, thấy là rất là cảm động. Dù nhiệm vụ chuyên môn rất bận rộn, phải căng mình chống dịch Covid-19, nhưng khi nhận nhiệm vụ giúp người dân thu hoạch lúa, các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Hòa Châu đều nhiệt tình hỗ trợ. Không kể nặng nhọc vất vả, mỗi người một việc bốc xếp, vận chuyển lúa về tặng nhà, giao cho bà con. Hôm nay tôi lùm được 2 sào ruộng ở dưới phân nôm mà qua bổ luộc. Cho nên nhờ anh em dân quân giúp đỡ giùm, tôi rất cảm ơn nhiều. Tranh thủ những giờ nghỉ ngơi để khi được bà con nhờ sự trợ giúp của anh em đây là chúng tôi đến để phục vụ giúp bà con vận chuyển lúa cho bà con trong những cái ngày dịch vừa qua. Sau nhiều ngày bám ruộng giúp dân, gần 10 hecta lúa đã được thu hoạch xong, đưa về tặng nhà kịp thời cho người dân. Hình ảnh những chiến sĩ dân quân tự vệ dầm mình dưới nước gặt lúa đã để lại nhiều cảm mến trong lòng người dân nơi đây. Khi đợt bổ số 5 vừa rồi á, thì cho đến hôm nay, thì lực lượng dân quân thường trực này cũng như lực lượng dân quân của thôn á, là phải nói rằng làm một việc rất là ý nghĩa cho nhân dân, là tham gia là thu hoạch lúa cho bà con nhân dân trên chỗ Hòa Giao. Đây là một việc làm nó thể hiện được người bộ đội cụ Hồ. Dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ việc gì, được những việc gì cho lợi cho dân thì làm. Để cùng với nhân dân của bà con để mà thu hoạch cái lúa, mặc dù trong công tác phòng chống dịch rất là khó khăn, chúng tôi sẽ sẵn sàng huy động lực lượng để giúp nhân dân thu hoạch lúa cho nó đảm bảo. Bám nắm địa bàn, gắn bó trách nhiệm với nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đã thể hiện bản chất tốt đẹp của người lính áo xanh. Bằng những việc làm nghĩa tình, các anh đã và đang để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân địa phương, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.